Năm 2015, Nguyễn Văn Đài và Lê Thu Hà bị bắt do có hành vi tuyên truyền chống nhà nước khi tham gia tổ chức Hội Anh Em Dân Chủ. Ngày 5 tháng 4 năm 2018, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã xử sơ thẩm 6 thành viên Hội Anh Em Dân Chủ về tội hoạt động nhằm lật đổ chế độ. Trong đó, Đài và Hà lần lượt lĩnh 15 năm giam và 9 năm tù giam. Ngày 7 tháng 6, Hà và Đài được đưa ra sân bay để sang Đức tị nạn, trong khi 4 bị cáo còn lại tiếp tục thi hành án. Sau khi sang Đức, Nguyễn Văn Đài công khai ý định hoạt động lật đổ chế độ, đồng thời cho Hội Anh Em Dân Chủ chuyển sang hoạt động bí mật. Từ khi Lê Thu Hà đang thi hành án ở Việt Nam, giới chống đối đã đồn đại rằng Hà có dấu hiệu bị bệnh thần kinh do không chịu được áp lực trong tù. Sau khi Hà đi tị nạn, một số người bạn phản ánh rằng Hà có dấu hiệu bị sang chấn tâm lý. Khi gọi điện thoại cho mẹ, Hà cũng nhiều lần nói rằng mình muốn về Việt Nam với gia đình vì ở Đức buồn chán quá, thiếu thốn tình cảm, giống như bị trầm cảm, khiến Hà nhiều lần phải đi khám bệnh. Do có nguyện vọng trở về Việt Nam, Hà không nhận giấy thông hành, giấy phép cư trú, giấy phép lao động do chính phủ Đức cấp, đồng thời để dành tiền để mua vé máy bay. Sau khi hạ cánh xuống sân bay Nội Bài vào lúc 19 giờ 30 phút ngày 20 tháng 11, Lê Thu Hà đã bị cách ly, tạm giữ khoảng một ngày trước khi bay trở về Đức vào sáng ngày 22 tháng 11. Veto, tổ chức từng vận động cho Đài và Hà sang Đức tị nạn, cũng là nhóm vận động cho Hà được cấp giấy tờ để trở lại Đức. Sau khi Lê Thu Hà về Đức, Bộ Ngoại giao Đức từ chối trả lời báo chí về trường hợp của Hà với lý do bảo mật thông tin cá nhân. Trong tuần qua, các tổ chức, cá nhân chống đối đã có nhiều hoạt động tuyên truyền đối nghịch về vụ việc này. Cụ thể, ngay khi Lê Thu Hà bị tạm giữ tại sân bay, các thành viên Hội Anh Em Dân Chủ như Nguyễn Văn Đài, Nguyễn Văn Đề, Nguyễn Văn Tráng đã đồng loạt đưa tin về vụ việc, ca ngợi Hà như một nhà hoạt động dũng cảm, tài giỏi, hòa đồng. Đồng thời, lên án việc chính phủ ngăn cấm Hà về nước. BBC tiếng Việt đăng một bài dài về quá trình hoạt động, bị bắt và đi tị nạn của Lê Thu Hà, đồng thời phỏng vấn mẹ Hà về lý do Hà về nước và nguyện vọng của gia đình. Sau đó, sóng truyền thông về Lê Thu Hà đã tạo ra hai phản ứng đối nghịch trên mạng xã hội. Ở một phía, nhiều cá nhân chống đối, hầu hết ở hải ngoại, công kích rằng Lê Thu Hà ngu và điên rồ mới bỏ đất Đức Dân Chủ để về Việt Nam. Chẳng hạn, Nguyễn Xuân Nghĩa viết rằng nếu mình được sang Đức, thì chỉ sợ không có thời gian sống đủ để hiểu 10% nước Đức, lấy đâu ra thời gian trầm cảm. Đó là nếu không tham gia đấu tranh, còn nếu tham gia thì không có thời gian để ăn cơm. Trong khi đó, ở phía bên kia, Đoan Trang và Sương Quỳnh nói rằng Lê Thu Hà là người bị bệnh trầm cảm, mà người bệnh thì càng đáng được yêu thương, chăm sóc. Nhân đó, Phạm Đoan Trang mắng những Việt kiều công kích. Hà là ác ngang cộng sản, coi giữ hoạt động trong nước như lính đánh thuê. Nguyễn Tương Thụy đưa ra một ý kiến mềm mỏng hơn khi viết rằng Hà tự bỏ thời gian, công sức, tiền vé ra để về Việt Nam, tự làm tự chịu, không làm ảnh hưởng đến ai, nên chỉ đáng thương chứ không đáng trách. Dư luận chống đối cũng có hai quan điểm trái ngược về việc Hà có quyền về Việt Nam hay không. Chẳng hạn Trương Minh Tam viết rằng trước khi đi tị nạn, những người tị nạn đều được nước đón nhận giải thích rằng họ có quyền trở về quê hương cũ. Trong khi đó, Phạm Lê Vương Cát lưu ý rằng quyết định tha tù chỉ là một quyết định hành chính, nên về mặt pháp lý, nó không đủ thẩm quyền để làm bản án của tòa án mất đi hiệu lực pháp luật. Và vì vậy, bản án tòa đã tuyên bố với bà Hà trước đây vẫn còn giá trị thi hành. Nếu bà Hà đã tự ý trở về, là bà đã vi phạm vào điều kiện hay cam kết để được tha tù. Hệ quả là bà Hà buộc phải tiếp tục thi hành bản án 9 năm tù giam và 2 năm quản chế. Sau khi Lê Thu Hà được quay lại Đức, Nguyễn Văn Đài đề nghị dư luận không khai thác thông tin về việc này nữa, khiến vụ việc khép lại. Như vậy, mỗi nhóm người tham gia sóng truyền thông này theo đuổi một mục đích khác nhau. Hội Anh Em Dân Chủ muốn tạo dư luận thuận lợi để giúp Lê Thu Hà quay về Đức an toàn, đồng thời giúp hội này đỡ bị mất mặt. Những người công kích Hà muốn giữ cho giới chống đối tị nạn tiếp tục hoạt động đều theo đúng văn hóa, luật lệ và sự hận thù mà họ đã thiết lập ở hải ngoại. Phạm Đoan Trang hành động vì lợi ích tương đồng với Hà, bởi Trang cũng tự coi mình là một phụ nữ chưa có gia đình, với tâm hồn đa cảm, lãng mạn, là một người bệnh cần được yêu thương, chăm sóc trong giới dân chủ Việt Nam. Trương Minh Tam muốn bênh vực quyền về nước của Hà và của chính mình, còn Nguyễn Tương Thụy
chỉ phát biểu cảm nhận cá nhân trước sự việc. Sau khi xem xét vụ việc, chúng tôi kết luận rằng Lê Thu Hà không có quyền nhập cảnh vào Việt Nam vì những lý do mà Phạm Lê Vương Cát đã nêu. Tuy nhiên, giới dân chủ cũng nên tôn trọng những cảm xúc và lựa chọn cá nhân của Hà, thay vì bắt Hà hy sinh nốt những điều này cho ảo tưởng phục quốc. Nếu họ cấm một phụ nữ không quen biết tìm cách về nước để gặp mẹ, thì họ không có tư cách đấu tranh cho đất nước, cho tự do. Sau cùng, các anh em dân chủ nên ngừng thảo luận về vấn đề này để khỏi làm luật sư Nguyễn Văn Đài thêm mất mặt.